Yếm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tiếp tục những cái món ngon cho mùa hè nắng ấm thì hôm nay Yếm chia sẻ món sườn nướng mật ong ăn kèm với xôi lá dứa đậu xanh rất là ngon. Hai cách làm sườn nướng và xôi lá dứa đậu xanh đều rất là đơn giản, nhanh gọn, nguyên liệu cũng dễ tìm nữa. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm hai món này với Yếm nha. Thịt sườn nó cần ướp lâu để nó thấm gia vị, vì vậy mình sẽ đi làm đầu tiên. Ở đây Diễm có sườn non này Diễm mua ở trong mini, nhưng mà cũng tùy mini nha, mình nên hỏi ngay chỗ quầy thịt tươi á, thì người ta sẽ đưa ra cho mình. Dưới cái công thức này á, thì mình cần 1,2 kg hoặc là 1,5 kg cũng được ha. Sườn á, thì mình lấy ra, mình khoan rửa, mình sẽ cắt ra trước. Thì cái miếng sườn á, cái cây xương nó dài hay là nó ngắn, nếu mà cây xương ngắn thì mình có thể cắt hai miếng giống như một cặp á, còn nếu mà cái cây xương nó dài thì mình cắt một miếng. Mình đừng có nên cắt nhiều hoặc là dày quá thì lúc mà mình nướng nó sẽ khó chín. Sau khi cắt xong rồi á, thì Diễm sẽ cho vào đây hai muỗng canh bột năng, như vậy á, mình cho nước vào mình rửa sẽ làm giảm đi cái mùi của xương á, làm cho cái thịt nó sạch hơn. Mình xả nước thì nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. Và bắt đầu giống như mình vừa rửa, mình vừa massage cho những cái chất dơ ở trong sườn đó, nó ra. Mình rửa như vậy khoảng chừng 1 phút ha. Rồi bây giờ mình vớt cái sườn này ra, rồi mình xả lại nước sạch đó, thêm 2 tới 3 lần nước nữa, rửa cho thật là sạch. Sau khi rửa sạch xong thì mình để ở đây cho sườn nó ráo nước, mình đi pha cái gia vị để mình ướp sườn. Đầu tiên Diễm sẽ có 15g tỏi, nếu mà mình không có cân thì mình nhìn mình nhắm chừng nha. 20g hành tím, 8g bột niêm gà, cách đo bằng muỗng cà phê thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 80g mật ong, mình nên dùng mật ong loãng như vậy ha, thì sẽ ngon hơn. 80g nước mắm, 20g sữa đặc có đường và 10g tương ớt. Tương ớt thì Diễm dùng hiệu Sriracha. Rồi mình mang cái hỗn hợp nước ướp này, mình xay cho thật là nhuyễn luôn ha. Mình cho vào máy xay sinh tố, mình xay cũng được, quan trọng là hành với tỏi nó thật là nhuyễn. Rồi mình lấy cái hỗn hợp nước ướp này nè, mình cho vào trong sườn mình đã để ráo ha, để cho sườn nó có cái vị thơm và khi mà mình nướng lên cái màu cũng đẹp. Thì Diễm sử dụng thêm nước coca, mình cần là 100ml ha, mình dùng Pepsi cũng được nữa. Ngoài ra cái coca này nó cũng giúp cho cái thịt sườn nó mềm hơn. Một cái nguyên liệu tiếp theo giúp cho cái mùi sườn nướng nó thơm hơn đó chính là rượu mai quế lộ. Rượu mai quế lộ mình có thể mua hoặc là mình tự làm đều được. Làm thì cũng dễ lắm, Diễm làm đơn giản nè. Diễm có 4g bột ngũ vị hương ha, mình cho vào trong một cái hũ. Tiếp theo mình sẽ có 100ml rượu trắng, mình dùng rượu vodka hay là rượu gạo, quan trọng là rượu trắng là được. Diễm dùng rượu sake, Diễm thấy cũng được luôn. Sau đó mình khuấy lên cho thật là đều và mình ngâm khoảng từ 3 cho tới 5 ngày là mình có thể dùng được ha. Mình ngâm lâu hơn tí xíu nữa thì nó sẽ thơm hơn. Cái rượu mai quế lộ này mình tự làm á, vì vậy cái mùi nó sẽ loãng, nên nêm vào trong thịt á, Diễm sẽ cho là một muỗng canh. Còn nếu mà mình mua mà rượu mai mê quế lộ mà làm sẵn á, thì mình cho chừng 1 cho tới 2 muỗng cà phê là được ha. Tại cái mùi á, người ta bán sẵn thì nó rất là đậm. Mình đeo bao tay vào và bây giờ mình ướp cái sườn này ha, ướp cho thật là đều, mình giống như là mình massage luôn đó. Mình xếp và mình ấn những cái miếng sườn làm sao cho nó ngập nước ha, như vậy thì cái gia vị á, nó mới thấm vào trong thịt. Khi mà mình ướp thịt á, đặc biệt nếu mà mình cho vào trong tủ lạnh á, thì thịt nó dễ có mùi. Vì vậy á, mình nên cắt vài lát chanh á, mình cho lên trên như vậy. Thì Diễm cắt một trái chanh á, đó, thì giúp cho mình cất trong tủ lạnh mà cái mùi thịt nó không có bị hôi. Đồng thời nó giúp cho khi mà mình nướng cái thịt nó cũng thơm hơn nữa. Mình đậy lại thiệt là kín ha, và mình để thịt nghỉ trong tủ lạnh từ 4 cho tới 12 tiếng là mình có thể mang mình nướng được. Bây giờ mình đi nấu xôi. Mình chuẩn bị đậu xanh trước nha, Diễm có 100g đậu xanh. Thì mình có thời gian nhiều hay ít á, thì nếu mà muốn nấu nhanh á, đậu xanh mình sẽ mang đi, mình do rửa cho thật là sạch, khoảng từ 2 cho tới 3 lần nước. Sau đó mình sẽ ngâm đậu xanh trong nước ấm ha.
Thì nếu mà mình không biết nước ấm như thế nào thì mình cứ đong 700 ml nước lạnh và 300 ml nước sôi thì sẽ được nước ấm, và mình ngâm trong khoảng thời gian từ 3 cho tới 4 tiếng là được. Còn nếu mà mình muốn ngâm qua đêm thì mình cứ ngâm nước mát bình thường. Hôm nay Diễm sẽ sử dụng cái nếp cái hoa vàng, cái nếp hạt tròn này để Diễm nấu xôi. Mình cần ở đây là 300 g nha. Mình mang nếp đi, mình vo rửa cho sạch ha. Mình cũng vo từ 2 tới 3 lần nước, nên vo cho tới khi mình thấy nước trong. Như vậy khi mà mình nấu xôi lá dứa, cái màu nó sẽ lên đẹp hơn. Sau khi vo sạch rồi thì Diễm đổ ra một cái rây cho nó ráo nước nha. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị phần nước lá dứa. Diễm có 5 cái lá dứa nè, mình rửa cho thật là sạch nha. Rồi mình cắt nhỏ để mình mang xay cho nó dễ. Nước xay lá dứa thì mình cần là 250 ml, và mình để nước thiệt là lạnh ha. Như vậy thì giúp cho cái màu lá dứa nó tươi hơn. Sau khi xay nhuyễn xong thì mình cho ra một cái rây, mình vắt ráo là mình được cái phần nước cốt lá dứa này để nấu xôi rất là thơm và cái màu cũng đẹp. Diễm sẽ sử dụng một cái chảo như vậy, mình nên sử dụng cái chảo to to tí xíu ha. Rồi mình lấy cái phần nếp hồi nãy mình đã vo sạch đó, mình cho vào. Tiếp theo mình sẽ cho 250 ml nước lá dứa hồi nãy mình xay đó vào luôn. Và bây giờ mình sẽ ngâm cái nếp với nước lá dứa này trong khoảng thời gian là 30 phút ha, giúp cho nếp nó mềm và cái màu lá dứa đó nó cũng thấm vào trong cái hạt nếp. Mình lưu ý là để cho cái hạt nếp á, nó nằm dưới cái lớp nước lá dứa. Sau 30 phút thì mình thấy hạt nếp nó đã nở ra như vậy. Lúc này mình nhìn á, thì cái màu của hạt nếp nó còn nhạt lắm, nhưng mà lúc mà mình nấu xôi chín thì cái màu nó sẽ đậm hơn. Diễm nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối. Và mình nấu nhanh á, mình xào nếp, vì vậy Diễm sẽ cho thêm 6 g dầu ăn là 1/2 muỗng canh á, để giúp cho khi mà mình xào nó không có bị dính cái chảo. Rồi mình trộn lên cho thật là đều ha, mình bắt lên bếp và mình xào. Xào nếp thì mình luôn để cái lửa lớn, Diễm thì Diễm thích nấu xôi theo cách này nhất, tại vì bên Diễm á, khí hậu nó khô, nó lạnh. Xôi mà nếu mà không nấu theo cách này, mình vừa để nguội một cái là nó sẽ cứng lại. Khi xào á, thì mình đảo đều tay, dù mình nghe giống như tiếng xèo xèo thiệt là lớn, mình vẫn để cái lửa lớn như vậy ha. Như vậy thì lúc mà xôi hấp xong nó không có bị nhão hoặc là bị đổ lông á. Đó, mình xào cho tới khi mà mình thấy cái hạt nếp đó, nó khô ráo. Cũng đừng có khô quá ha, khô quá thì lúc nguội cái hạt nếp nó sẽ bị cứng, nhất là mình có cho dầu hoặc là mình sử dụng nước cốt dừa. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng tiếp tục mình đảo nha, tại vì lúc này cái chảo nó rất là nóng do mình sử dụng cái lửa lớn đó. Để Diễm quay gần cái hạt nếp cho mình xem, như vậy thì rất là chuẩn luôn nè. Để nếp ở đây, bây giờ mình đi vớt đậu xanh ra. Đậu xanh á, Diễm ngâm được 3 tiếng, mình nên kiểm tra nha. Mình thấy cái hạt đậu xanh nó nở, thì nó căng mọng như vậy thì mới được ha. Nếu mà mình ngâm ít quá thì mình nấu đậu xanh nó dễ bị sượng. Mình sẽ đổ đậu xanh ra một cái rây và mình để cho nó ráo nước tí xíu. Rồi mình cho cái đậu xanh này vào trong nếp đã xào luôn. Mình trộn cho thật là đều nha, cho đậu xanh nó hòa đều với nếp ấy, thì như vậy khi mà mình hấp xôi xong á, nhìn cái xôi nó sẽ đẹp hơn. Mình nên canh cái thời gian ngâm đậu xanh, tại vì mình nếp xào xong là mình mang đi hấp liền, đừng có để lâu quá. Diễm lấy cái sửng tre ha, và Diễm lót ở dưới là một cái tờ giấy nướng bánh. Sau đó Diễm cho nếp, nè, nếp đã xào và đậu xanh vào. Mình trải nếp ra cho thật là đều ha, tạo thành những cái rãnh, như vậy giúp cho cái hơi nước nó tỏa đều hơn. Rồi mình bắt một cái nồi nước sôi đó, nước thật là sôi á, thì mình cho cái sửng nếp này lên mình hấp. Thời gian hấp là 15 phút ở lửa trung bình, mình luôn để cho nước nó sôi. Tại vì cái lượng nếp này có 300 g, vì vậy mình hấp 15 phút là Diễm thấy nếp nó vừa chín ngon. Sau 15 phút mình mở ra kiểm tra và mình phải ăn thử cái hạt đậu, hoặc là mình dùng tay mình bóp như Diễm như vậy, mình thấy nó bùi và nó mềm mới được ha. Chứ mà nếu mà nó còn cứng mình cho đường vào thì nó ăn nó dễ bị sượng. Hạt nếp cũng vậy luôn. Nếp mình cũng phải ăn thử cái hạt nếp ở trên cùng nhất, thấy nó dẻo mềm là nếp nó đã chín kỹ. Thì lúc này mình mới cho đường ha, còn nếu mà mình thích ăn xôi lạc mình không cho đường cũng được. Diễm cho vào đây 30 g đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. Mình trải đều ra, sau đó mình sẽ dùng đũa đó mình xới lên cho đường nó thấm đều.
Trộn đều xong á thì mình sẽ hấp tiếp thêm 5 phút nữa là mình đã hoàn thành xong phần xoài lá dứa đậu xanh. Cách nấu rất là nhanh và đơn giản mà mình để nguội á, nó vẫn mềm ngon, không hề bị cứng. Xoài này á, nếu mà mình thích mình cũng có thể cho thêm dừa bào sợi vào á, cũng rất là ngon luôn. Để Diễm mở ra cho mình xem, cái màu nó tự nhiên á, nhìn ở ngoài đẹp hơn là quay trong phim luôn. Bây giờ mình đi nướng sườn nha. Khi mà nướng sườn á, thì mình nên lấy cái hộp thịt ra khỏi tủ lạnh trước khoảng 1 tiếng nha, cho nó ở nhiệt độ phòng thì mình nướng á, nó sẽ chín đều hơn. Trước khi nướng á, thì mình lấy những cái lát chanh này ra và Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn ha, giúp cho khi mình nướng thịt nó không có bị khô. Và để cho cái thịt nó mướt nè, nó tăng thêm cái độ mềm thì mình cho thêm 2 muỗng canh nước cam. Cái này tùy mình thích á, mình không cho cũng được. Hoặc là mình cho cái nước ép trái cây tổng hợp cũng được luôn. Diễm cũng có thử một lần rồi, Diễm thấy cũng ngon như là nước cam vậy đó. Rồi mình trộn lên cho thật là đều, mình để nghỉ 30 phút ha. Trong thời gian này thì mình sẽ đi nhúm lửa than. Lửa than thì mình sẽ để cái lửa ít thôi nha, đừng có để than nhiều quá. Và mình sẽ phết lên cái vỉ nướng một cái lớp dầu ăn. Như vậy thì khi mình nướng cái miếng thịt nó không có bị dính vào cái vỉ nướng. Xếp đều thịt lên trên cái vỉ nướng và khoảng 30 giây cho tới 45 giây mình nên trở mặt thịt trở đều ha. Tại vì cái này là sườn nướng mật ong, vì vậy nó có cái vị ngọt. Nếu mà mình không trở đều thì sườn nó rất là dễ cháy. Vì miếng sườn to hay nhỏ đó thì cái sườn này của Diễm nó nhỏ nên Diễm nướng khoảng 10 tới 12 phút thì Diễm thấy nó đã chín. Nếu mà to hơn á, mình nên nướng lâu hơn. Mình thấy miếng sườn nó săn lại nè. Và ngay chỗ cái phần đầu xương á, nó không còn cái máu đỏ nó tuôn ra là sườn nó chín. Sườn này nướng xong á, thì mình nên ăn liền mới ngon nha. Mình để 3-4 tiếng thì nó sẽ hơi khô. Đó, nhìn miếng sườn mướt và cái màu rất là đẹp luôn. Còn nếu mà mình không có lửa than thì mình có thể sử dụng nồi chiên không dầu hoặc là lò nướng. Đối với nồi chiên không dầu á, thì mình xếp thịt mình nên để cho những cái khoảng á, như vậy thì Diễm thấy á, mình nướng nó sẽ ngon hơn. Nhiệt độ là 200 độ C và mình bật đầu tiên là 5 phút nha. Sau 5 phút quá thì mình sẽ mở ra, mình lấy miếng sườn đó, mình thấm vào trong cái nước ướp thịt. Như vậy giúp cho cái miếng sườn nó không có bị khô và cái màu nó cũng đẹp nữa. Rồi mình tiếp tục mình nướng thêm ở nhiệt độ 200 độ C thêm 3 phút nữa. Sau 3 phút này mình thử nha, nếu mà mình thấy thịt nó chưa chín á, thì mình tiếp tục mình nhúng vô cái nước ướp sườn và mình nướng thêm khoảng từ 2 cho tới 3 phút nữa. Cái này Diễm nướng tổng cộng thời gian là 10 phút nè. Thì nồi chiên không dầu á, tất nhiên là nó không thể so sánh được với lại cái lửa than nhưng mà cũng rất là ngon luôn. Khi ăn á, thì mình sẽ dọn xoài ra nè, sau đó mình sẽ rắc thêm hành phi, phi vàng á, lên trên xoài. Mình có thể dọn chung ra như vậy hoặc là mình múc ra thành từng phần. Thì cái công thức này á, là cho 4 phần ăn ha, là ăn no luôn á. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món sườn nướng mật ong và xoài lá dứa đậu xanh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.